Hôm nay là một ngày đặc biệt của Khoai ở Nakhon Phanom trong cái hành trình đi dọc sông Mekong này. Đặc biệt không phải vì những món ăn ngon mà Khoai được tận mắt chứng kiến mấy em cá da trơn khổng lồ trong một bảo tàng cá nước ngọt. Mấy em này nằm trong sách đỏ Việt Nam hết trơn rồi. Nên thật sự với Khoai đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Có một điều là tập ngày hôm nay dài lắm, bốn mấy năm chục phút lận. Cho nên là mong mọi người sẽ ở đây với Khoai và coi hết clip. Vì trong clip này Khoai còn gặp rất nhiều sự cố, rất nhiều chướng ngại vật. Và bằng một điều thần kỳ nào đó Khoai đã vượt qua được. Giờ thì chúc mọi người có clip thiệt vui nha. Hai chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau một cái giấc ngủ dài thì thức dậy, bầu trời tối thui thù lùi, hồi sáng còn mưa nữa. Cái chuyến đi đợt này Khoai đi ngay mùa mưa, cho nên là cứ ngày nắng ngày mưa, ngày nắng ngày mưa. Giờ thì bụng hơi đói đói rồi, Khoai nghĩ là chúng ta cùng nhau đi ăn sáng thôi. Trong khu dân cư này á, hai bên là người ta xây kiểu biệt thự lớn lớn không nha. Nhưng mà trong sân vườn thì người ta trồng toàn xoài. Ở đây người ta trồng cây xoài là bóng mát nè. Xong rồi cây mít. Ở phía kia Khoai còn nhìn thấy cây chôm chôm nữa mọi người. Trời xíu nữa là thấy nguyên cây chôm chôm chà bá lửa. Ở đây là người ta toàn là trồng cây ăn trái trong sân vườn với lại vỉa hè. Đây, cây này cây chùm ruột. Kia là ba con chó. Yêu đang đi ẻ. Trời ơi kỳ vậy con. Thế toàn cây ăn trái không à. À đây này cây chôm chôm quá trời trái luôn. Trời ơi. Ủa trái xum xê luôn. Vậy là chôm chôm Thái ở đó phải không? Vì thành phố Nakhon Phanom ở cạnh sông Mekong cho nên là đặc sản ở đây sẽ gắn liền với dòng sông Mekong. Ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đến một cái quán ở ven sông Mekong. Ôi, phía bên kia là Lào, nhìn núi đảo quá ha. Mọi người có thể thấy đồi núi chập trùng, xong rồi có cái sương khói mờ mờ ảo ảo nữa. Oh, sao đi khắp. Chú đem luôn menu ra luôn. À. Speed hay? No. 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 Oh. Yes, sir. What fish? Fish with the fish. Fish. Fish, fish, chum. Huh? Fish, fish. Come on. Tôi đang chạy theo chú. Sit down. Okay. Khoai sẽ ngồi tuốt ngoài bờ sông. Mình sẽ order bằng hình ảnh một cái cá rút phi chiên xù. This is one. One. Okay. Two something. Sometimes two. Yes. Okay. That's okay. Anh chứ nó cá này à? Oh. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ở đây. Có view sông. Thật lãng mạn. Ở bên kia mọi người có thể nhìn thấy có một chiếc vỏ lãi nhỏ nhỏ. Nồi lẩu chúng ta được đem ra. Có mùi riềng. Với lại xả lá chúc. Và đồ ăn của chúng ta đã tới rồi. Chú này rất là nhiệt tình và dễ thương luôn. Món cá chiên. Nhìn đã quá ha. Slow, slow, slow. Slow. Từ từ thôi. Ừ. Ở đây mọi người sẽ thấy có một con cá rô phi chiên giòn nhìn đẹp lắm luôn. Ăn chung với đậu phộng, hành phi, tỏi, xả, ớt, hành tím và một miếng bún chính giữa. Trang trí đơn giản nhưng mà nhìn rất hấp dẫn. Bên đây thì có một cái rổ rau, các loại rau thơm, rau ngò. Một cái tầm thai và một cái tầm lào. Yes. Tầm lào là có nhiều mắm hơn, còn tầm thai là nó kiểu chua chua ngọt ngọt, kiểu dễ ăn hơn so với khách du lịch. Bây giờ mình sẽ nấu trụng sơ cho cá nó chín, xong rồi mình có thể gấp ra ăn được rồi. Nhìn cái da của nó là biết béo rồi. Khoai sẽ để ở đây. Nếm thử cái nước lẩu. Cái nước lẩu trong trong này thật ra là cái nước hầm củ riềng, xả, lá chúc. Và người ta đã vớt cái phần xác đó đi rồi. Nó không có vị chua gì hết mọi người. Nó chỉ có vị mặn mặn nhẹ nhẹ, giống như bỏ một xíu hạt nêm cho trong đó thôi. Ở phía trong nó sẽ có lớp mỡ dưới da. Và thịt nó mềm, đã được phi lê. Cái da nó óng ánh luôn nè. Chấm vô trong cái nước sốt này. Nước chấm thơm mùi đậu phộng, xả, chua chua cay cay. Nó sẽ gần giống như thịt của cá ba sa mọi người hay ăn. Hoặc là cá hú. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là cái thớ thịt nó săn chắc hơn và nó béo hơn một chút. Cái bụng nó béo. Nhưng mà Khoai không thích cái nước chấm này lắm. Nó nhiều riềng, nhiều xả lắm.
nước chấm này á cũng ít vị mặn mà cũng ít vị ngọt luôn, vị chua là chủ đạo á. Tôi nghĩ là mình phải ăn cái con cá chiên này. Đây là cái món hấp dẫn nhất trên bàn, nhìn đẹp nữa, xong rồi trang trí cũng nhiều loại nguyên liệu. Khi ăn thì Khoai sẽ lấy cái lá lốt này kẹp với lại lá xà lách, bỏ một chút rau thơm, rau ngò, đậu phộng, hành phi nè, tỏi nè, sả nè, ớt nè, cay ít cay nhiều thì mình sẽ bỏ ớt nhiều ít, hành tím, lựa một miếng cá thiệt ngon, thêm một xíu bún. Miếng cá nó bự hơn cái cuốn luôn á. Cố lên, ta sẽ cuốn lại được. Đừng gớt cục đậu phộng xuống, đừng gớt. Không gớt cục đậu phộng. Cá nó giòn béo, kết hợp với rau nên nó đỡ ngán hơn nhiều lắm. Khoai thấy cái lá lốt rất là hợp với mùi cá luôn. Cái nước chấm á, thơm mùi tỏi ớt, rễ ngò, chua chua ngọt ngọt. Khoai mười mới cắn trúng miếng tỏi. Tùy theo sở thích mọi người có thể bỏ nhiều tỏi, nhiều sả, nhiều ớt hoặc nhiều hành tím. Nhưng mà cái cảm giác ăn cái miếng tỏi sống á, nó nồng trong miệng cũng thích lắm nha. Ở chỗ này Khoai thấy được cái là cái không gian á, nhìn nó dân dã. Nhà mình có thể phóng tầm mắt xa tuốt ngoài kia. Mới ngày hôm nay xui rủi làm sao á, sáng sớm ngủ dậy là trời âm u, còn mưa nữa, cho nên không có nhìn được cái phong cảnh. Với lại khi mà trời mưa xuống thì sông Mekong bắt đầu nó chuyển sang cái màu nâu nâu đục đục. Thôi bây giờ mình sẽ thuê chiếc xuồng đi dọc xuống hạ lưu sông Mekong là về tới miền Tây luôn, khỏi cần phải đi máy bay về Bangkok và bay về Sài Gòn chi chớ mệt. Mọi người chờ Khoai nha, Khoai làm Mekong ký sự luôn. Trời ghê chưa? Ăn uống no say rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một bảo tàng. Giống như là một cái bảo tàng nho nhỏ, trong đó người ta có nuôi những cái loài cá nước ngọt, những cái loài cá từ sông Mekong. Và thường thì các em học sinh, sinh viên có thể tới đây để mà nghiên cứu cũng như là quan sát. Mình sẽ đi vô trong kia để mà mua vé. 120 bạc cho 4 vé là chỉ có 30 bạc một vé thôi. Ngay nhà vệ sinh người ta có để một cái bể cá giống như cá mè vậy trời. Mấy bà cá mè dinh này thì xưa là quê Khoai là Khoai mà đi câu cá là Khoai câu dính á, là chỉ có nước là chiên xù thôi. Tại vì xương ngang, xương dọc, xương chéo nhiều lắm, kho lên là ăn mà rỉa xương mệt mỏi luôn. Nhưng mà nấu canh chua cũng ngon, bỏ vô nấu ăn cái nước canh chua thôi chứ không có ăn thịt cá nhiều. Đây là một điều rất là bất ngờ, tại vì hồi xưa đó giờ nhìn cá mè dinh trong rổ mình câu lên thôi chứ ít khi thấy được trong một cái bể cá như vậy. Khi nguyên một cái đàn cá mè dinh nó đi chung với nhau thì nhìn cái vảy của nó sáng loáng lên, nhìn cũng đẹp chứ bộ. Phía bên đây mình sẽ có một cái khu để mà mình đi vô trong đó. Nó sẽ có một cái hình như một cái nhà vườn, mình có thể nhìn thấy cả một cái thế giới cá bên dưới luôn. Nhưng mà trước khi vô trong đó thì sẽ có những cái bể cá bên ngoài như vậy. Nhiều em nhỏ tới đây để ngắm cá lắm. Bên đây có hai con cá này nhìn giống như cá thác lát hả em? Phía này á thì Khoai nhìn thấy mấy con cá rô. Này là cá rô đồng. Nó có một cái đốm nè. Cái đốm trên kênh vây của nó và một cái đốm ngay gần đuôi. Và tụi nó nhỏ nhỏ thôi. Mấy con này còn hơi nhỏ, nó phải bự hơn một chút nữa. Màu sắc của mấy em cá rô đồng này nó hơi trắng trắng, chắc là do phụ thuộc vào cái màu của cái đáy bể nè. Giờ thì mình sẽ đi vô trong đây để coi có có một chữ hoan nghênh, mọi người có nhìn thấy không? Hoan nghênh tiếng Việt. Vì thành phố này có nhiều người Việt sinh sống cho nên là có gì á, tay tượng hả? Chào em cháu tay tượng. Ôi đây là con cá chốt. Cá chốt này thì mẹ Khoai hay kho với lại nước dừa và khi kho lên thì nó mềm xương ra, ăn ngon lắm. Chỗ này thì người ta đang nói về hệ sinh thái của sông Mekong, người ta kêu là nó bắt đầu từ Tibet, Himalaya lận. Wow, chạy qua 6 quốc gia. Có một cái con lươn bự chà bá lửa luôn. Ủa mấy con này, mấy con này ở Mekong thiệt luôn hả ta? Sao Khoai nhìn nhiều giống như là cá biển vậy? Đây là con cá dồ đếm, mọi người sẽ nhìn thấy nó có một cái đốm ngay chỗ mang. Thì quê Khoai, nếu mà Khoai nhớ không lầm thì bà con sẽ gọi nó là cá dồ đếm.
để phân biệt với những con cá dồ khác. Nhìn như con cá mập ha, nó có cái vây trên lưng và da trơn. Con này thì Khoai không biết tên. Mọi người có biết con cá này tên gì không? Cũng nuôi có mình nó trong hồ thôi, nhìn cô đơn quá. Con mắt nó màu đỏ nè, và lồi ra người nó thì ốm nhách à. Quay mặt qua đây cho anh nhìn mặt cái đi. Hello. Rồi, cảm ơn em. Hả? Ôi. Này là chắc dầu. Ôi. Như một con cá mập luôn ha. Đây nè. Nãy xưa của chị tôi hỏi cá mập hả? Cái mấy con này là mấy con ở sông Mekong mình á. Ôi. À. Ý là cái con ở giữa nó bự nhất nè. Ông nó bự thiệt, nhiều khi nó nặng 200-300kg luôn á. Nó bự hơn người ta luôn. À. Nó sợ thiệt sự luôn. Có một điều hơi mâu thuẫn một xíu là Khoai tra cái tên khoa học của loài cá này thì là ra cá tra dầu ở Việt Nam. Nhưng mà cá tra dầu Việt Nam thì cái vây của nó sẽ không có dài giống vậy. Tìm hiểu thêm một chút thì với ngoại hình này có thể đây là cá dồ cờ. Cũng là một loài cá da trơn khổng lồ, nặng đôi khi lên tới khoảng 300kg, tương đương kích thước với cá tra dầu. Hai loài cá da trơn này được mệnh danh là thủy quái sông Mekong. Ăn thịt con cá kia em thấy không? Không biết nó quay như này, thấy biết thấy không nữa. Đặc trưng của em cá này là cái vây lưng dựng lên giống như một ngọn cờ, nhìn như một cái vây cá mập ha. Đó là lý do mà ở Việt Nam mình kêu là cá dồ cờ. Một loài cá da trơn nước ngọt rất là lớn ở sông Mekong. Hồi xưa ở miền Tây Khoai á thì có nhiều cá tra dầu tự nhiên lắm, nhưng mà những năm gần đây thì nó hiếm dần vì khai thác quá mức mà nó không còn nhiều môi trường sống nữa. Lâu lâu thì mọi người cũng thấy là báo chí đăng á, là bắt được cá tra dầu khổng lồ ở sông Mekong hay là ở miền Tây, nhưng mà thường thì nó sẽ bị bán vô nhà hàng hoặc là quán nhậu. Đây chính là lần đầu tiên Khoai nhìn thấy những cái con cá da trơn khổng lồ ở sông Mekong bơi lội trước mặt mình giống như vậy. Hy vọng là sắp tới ở Việt Nam mình hoặc là ở miền Tây sẽ có những cái bảo tàng về những cái loài cá bản địa, nhất là miền Tây Khoai. Sông Ngòi chằng chịt rất là nhiều loài cá đặc biệt, và Khoai tin là những cái loài cá đó đều có những cái nét đẹp và những cái điều hay riêng để mà mình có thể chia sẻ với khách du lịch, với lại bạn bè quốc tế, hoặc ít ra là mình có thể xem đó là một cái nơi bảo tồn, một cái nơi để cho các em học sinh sinh viên tới đó học hỏi và tìm hiểu về cá nước ngọt ở Việt Nam. Wow, một con cá thôi nhưng mà cho Khoai rất là nhiều cảm xúc. Nhìn chú giống người Việt Nam á. Việt Nam à? À, chú người Việt Nam đúng không? Dạ con người Việt Nam luôn. Ở Việt Nam, ở Lâm. Dạ, con ở Việt Nam. Chú là ở Thái lâu chưa? Đâu, chú ở bên Lào. Chứ ở Lào, à. Có buồn này đấy. Dạ, dạ. Chắc con khoảng tuần sau con cũng qua Lào chơi. Qua đi. Dạ. Qua trường, nó có cầu qua luôn. Dạ, dạ. Qua khách sạn. Dạ. Có khách sạn rồi. Dạ. Ở đây cũng có mấy anh thợ lặn bơi xuống để mà cho cá ăn. Mấy con cá mè nó cứ chạy theo anh này. Xin chào nàng tiên cá. Hả? Anh tiên cá. Tính ra đi tham quan với ngắm nhìn mấy em cá nước ngọt mà cũng thú vị. Hồi xưa tới giờ người ta làm bảo tàng cá là Khoai thấy là đại dương cá biển là nhiều, tại vì nó nhiều màu sắc. Nhưng mà khi mà nhìn thấy những con cá nước ngọt, những con cá mà mình dùng làm thực phẩm ăn hàng ngày nè, và những con cá mà quen thuộc với lại miền Tây mà được trưng bày trong những cái tủ kính và được khách du lịch tới tham quan chụp hình cùng, giống như là một cái gì đó rất đặc biệt, tạo cho mình một cái cảm giác cũng hay hay. Giờ thì mình sẽ đi kiếm như thế để ăn nè, đói bụng quá chừng rồi. Giờ thì Khoai sẽ đến một cái quán cà phê nho nhỏ, nguyên đám sẽ cùng nhau đi ăn chè, ăn các kiểu đồ ngọt. Yeah, tới rồi. Có cái hình mắt cười dễ thương. Không có đóng cửa, thấy có người ngồi trong nha. Cái quán nằm ở phía trong khuôn viên của một cái nhà mà mọi người thấy phía trước nè, có cây khế. Ủa, phải cây khế không? Hình như không phải, nhìn tưởng cây khế. Ở phía trước, cổng nhỏ xíu à, mà cây xanh mướt. How to open this? À, nhấn nút, học sinh khớp. Ôi, dễ thương quá. Chắc là mình sẽ gọi nước ở đây. Có xương xa hụt lũ. Ui, nhìn ngon quá vậy. Cái gì đó nè? Chè một bán. Nè, có chanh. Có trái chanh, trái chút nữa. Mọi người thấy trái chút nó nhăn nhăn nheo không? Còn trái chanh để láng. Giá nước ở đây cũng rẻ lắm. Có tầm 45 cho tới 70 bạc một phần thôi. Chè khoai dẻo. À, chè xương xa hụt lũ. Nước có... Coconut milk.
coconut milk. Thap thim krob. Thap thim krob. And bua loy. Bua loy. And what? Sa khu thae. Sa khu thae. Oh. It's made from sakhu tree. Sakhu. A big tree, palm tree. Oh. Từ tinh bột của cái thân cây này. Oh, in the forest? Yes. Oh. The south of Thailand. The south of Thailand. Yes. Wow. Mọi người thể thấy cái tiệm dễ thương lắm. Cái đường vô ở đây, xong có một cái nhà nhỏ ở đây để mà nấu, chế biến thức ăn và pha chế. Khách sẽ order ở đây. Xong rồi đi qua đây chọn ghế. Tiệm thì cũng nhỏ thôi. Có một cái bàn nhỏ ở đây. Có cái võng. Và khuôn viên ở phía trong nhà cũng nhỏ xíu, xinh xinh. Chủ tiệm Khoai cảm giác là chị rất là thích mèo á, nên đi đâu cũng thấy hình ảnh của mèo. Ở phía dưới bóng cây của chúng ta chính là một cây chôm chôm. Đó, cây chôm chôm này trái nhiều mà đã qua được hái rồi, cho nên là chỉ còn có mấy trái bị sót lại thôi. Khoai nghĩ là cái chị chủ quán ở đây rất là thích mèo á. Đây là có một cái mộ nhỏ của một em mèo. Và trong quán cũng rất là nhiều những cái vật dụng nhỏ nhỏ liên quan tới mèo. Lẽ mình phải kêu mỗi cái ba dĩa. Ủa, ba màu, màu vàng, màu xanh lá cây và màu tím. Đây là củ năng. Chè khoai dẻo, thơm nước cốt dừa. Khoai này dẻo quá, nó hơi bị nó dẻo dẻo mình hơi nhão một chút hơi đúng mềm. Không? Ừ, hơi mềm. Không có dai. Ừ. Nhưng mà nước cốt dừa thơm. Nhưng mà nó gặm gặp gì sợ gắn. Khoai nghĩ là nếu mà có thêm xíu mùi lá dứa trong nước cốt dừa đã hợp lắm luôn á. Mọi người sẽ thấy có những cái hạt bột bán sago và nước cốt dừa cũng như là dừa nạo được để chung. Mời mọi người nha. Thêm hai cái củ năng nữa. Cái bột bán này ngon. Bột bán sago là làm từ thân của một loại cọ. Người ta sẽ lấy cái bột đó, thường cái đó là hả? Người ta kêu là đường huyết thấp, ăn tốt cho việc giảm cân các kiểu. Với lại ở đây người ta làm chè á, nó chỉ ngọt vừa phải thôi, nó không có bị ngọt quá nên ăn rất là dễ chịu. One more one like this. Oh, okay. Yes. One this and one this. And one more spoon. Giờ yeah, mình sẽ thử xương sao hột lựu. Trời ơi, nhớ miền Tây quá chừng. Không phải xương sao hột lựu. Nhìn đẹp quá. Cái này gọi là hột lựu thôi chứ không có xương sa. Đưa đến hiệu cầu cứu gì vậy? Ai tín hiệu cứu làm sao ta? Thật củ năng. Vậy hả? Sực sực. Sồm sồm. Màu hồng. Củ năng thì Khoai thấy hơi bình thường á. Tại vì thường ở Việt Nam mình ăn thịt củ năng cũng quen. Với lại ở Việt Nam người ta làm thịt củ năng cái lớp bột bên ngoài nó dẻo hơn. Nên ăn cái cảm giác là cắn vô vừa dẻo xong rồi giòn ở trong. Nó thích hơn là cái này. Oh. Chỉ lại đem ra thêm chè cho nguyên nhóm. Ôi sao bự vậy? More like free. Ôi, sao khinh khá. Mình đã được miễn phí một chén chè. Mình phải ăn để không phụ tấm lòng người ta. Chè khoai dẻo này thì là ăn nóng nha mọi người. Trời ơi, nó rất cục khè. Sao này nó ít ngọt mà nó ngọt chứ ta. Chè khoai dẻo đợt này thơm mùi nhang quá mọi người. Mùi nhang của sự miễn phí. Ở phía trên đầu Khoai là một cây chôm chôm. Và Khoai sẽ thử đi hỏi chị làm hái chôm chôm xong mình mua chôm chôm lại có chị chịu không? Tôi có thể mua và hái chôm chôm mang về được không? For free for customer. For free? Yes, we serve it every year. The fruits in the tree is for free. Am I? Really? Really. Dạ, yeah, it's a shark. Chôm chôm ở đây là cho khách hái miễn phí mọi người. Giờ Khoai sẽ hái một chùm cho. Hái chùm chưa? Chùm hái rồi, hái rồi. This is beautiful. Được không? Được. Một chùm chôm, cầm đi. Tao một chùm thôi chứ hả?
Không, một chùm thôi mọi người. Người ta cho ăn miễn phí thì mình chỉ nên một lần trải nghiệm thôi. Nhiều quá nó cũng kỳ. Chắc thì kỳ. Lại ăn thử ha. Cất vô nữa. Cất lá chứ, tự nhiên để lá ngoài đường đi. Bệnh nghề nghiệp hả anh ha? Hả? Bệnh nghề nghiệp hả? Hồi xưa lúc nhỏ khoai hay ăn chôm chôm ở nhà đó. Mỗi khi vườn là hay trộm chôm chôm mấy trái đẹp nhất ăn xong mình giấu trái vô hộp. Ba đứa cầm. Ở nhà hả? Ở nhà dưới quê ở miền Tây chôm chôm quá trời, chụp không bao giờ tự sướng đâu. Ủa hái không bao giờ tự sướng đâu. Qua bên Thái Lan hái có một chùm mà hết đứa này tới đứa kia chụp hình. Chôm chôm Thái trồng trên đất Thái, hái bằng chai Việt Nam. Chai Việt Nam. Nguyên một chùm, mình sẽ lựa trái bự mình ăn. Mình ăn bữa giờ ăn lắm rồi. Chôm chôm không những ngọt, tróc vỏ, giòn mà còn có sự mặn mà bởi mồ hôi của người hái. Đó chính là khoai. Trời ơi, chưa? Cái gì vậy bà nội? Nói nghe không dám ăn luôn, không dám nuốt luôn. Ồ, lép luôn. Trời ơi, thì tính ra nguyên chùm này ngon quá nha. Nhìn nó nhỏ nhỏ chứ nó là chôm chôm lép mọi người ơi. Chôm chôm lép mọi người sẽ nhìn thấy nè. Ở giữa nó có một cái vỏ hộp thôi chứ nó không có cái nhân hộp. Cho nên mình ăn được luôn. Mà thường mấy trái chôm chôm lép là nó giòn hơn, nó ngọt hơn bình thường. Có hành chôm chôm dạt cho anh. Chôm chôm dạt hả? Tại vì nó xấu mã, mà ở Việt Nam mình thì không có chuộng chôm chôm lép. Nhưng mà hôm nay mọi người tìm chôm chôm lép ăn thử đi. Bao ngon, vải lép cũng vậy, nhãn lép cũng vậy. Khoai cũng thấy nó ngon hơn nhiều so với cái trái bình thường. Vải tiêu, nhãn tiêu, chứ ai kêu nhãn lép, vải lép. Tự nhiên cái bị lẹo lưỡi mọi người, thông cảm. Xấu đi. Cái mùi chua này nó sẽ không chua giống như bình thường của chanh, mà nó có cái mùi thơm của trái trúc. Ôi, chị hái được một trái kìa. Dễ thương quá. Đây là cái hóa đơn tính tiền của nguyên nhóm, 350 cho rất nhiều chè và nước uống cũng như những trải nghiệm dễ thương. My channel? Yes, your channel. Do you have a phone? Oh, TikTok. Hi, Lan Thai. Hi, Lan Thai. Ho Chi Minh City. Sài Gòn, Ho Chi Minh City. Yeah. Oh, have been come. Thank you so much. Can I take a picture of your arm? Yes. Okay. Of course. Ôi, chị mới follow, mình đã được thêm một follow. Ôi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Can I put your photo on my Facebook? Okay, it's okay. Cảm ơn cô. What's your name? Khoai. Khoai. Khoai is mean sweet potato. Sweet potato. Yeah, it's my name. Khoai. In Vietnamese. And you? Hiếu. 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 Yeah. Oh. Hiếu. Huy. 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 Xin báo cáo với lại mọi người, bầu trời đang chuyển dần sang màu đen thùi lùi. Nếu mà trời mưa là coi như kế hoạch đi chợ đêm bị phá sản tiếp tục, là ngày hôm nay là mình su cà na lắm luôn mọi người. Người ta đậu xe bên ngoài và phía trong đó là một cái chợ trời đông á. Hãy nghĩ là Khoai sẽ vô chợ này trước, xong rồi tối Khoai ra ngoài bờ sông sau. Wow, mùi thịt nướng thơm quá mấy đứa ơi. Khoai mà hay nói mấy đứa là Khoai đang nói mấy đứa này nha mọi người. Chứ Khoai không dám nói. Mọi người phía sau màn hình là mấy đứa nói vậy là hổn chết. Tại vì phía sau có nhiều người lớn hơn mình mà. Giờ Khoai sẽ đi từ đầu chợ, rồi mình sẽ đi dọc xuống phía cuối. Tuốt ở dưới kia. Đầu chợ mà nghe tiếng sập sình là thấy vui rồi. Đông lắm mọi người. Chợ đông lắm và Khoai thấy toàn là người địa phương thôi. Nên là chắc là đồ ăn ở trong đây là cũng giá cả hợp lý với lại đa dạng. Bầu trời phía sau đã rất đen rồi. Ăn thử này không? Giống bột lọc hay quay quá. Oh, Khoai đang thấy ở đây có một cái bánh giống như là há cảo. Ở bên kia là ảnh chén cái lớp bột bên ngoài. Xong rồi ảnh cuốn cái nhân ở trong. Bánh hẹ hay sao hả? Oh, wow. Sợ đi khắp. 8 cái. Mỗi đứa 2 cái.
chị sẽ bỏ lên đây hành phi. Sao số file Sugana sao trời, chưa gì hết mà trời chuyển mây, phía bên kia mây cuồn cuộn luôn. Và bây giờ người ta đang bắt đầu dọn hàng vô bớt tại vì người ta cũng sợ mưa. Trời ơi, chưa kịp ăn gì hết mà mưa tới nơi rồi. Phải sẽ mua một cái con dế non. One dish. Đây là dế non, 20 bạc một dĩa. Okay. Gà nướng nhìn cũng ngon kìa thầy. Phải sẽ mua một con gà của chị này, nhìn hấp dẫn quá. Nóng hổi, múp rụp. Ở phía trong, Phai thấy có sả. Và chị sẽ cắt giúp Phai ra thành từng khúc. Hào sứ. No, we're not Chinese. We, I'm Vietnamese. Wow. Chị đang làm rất là gấp, tại vì gió càng ngày càng lớn rồi. Và chú đang vịn cái nhà này để cho đừng bị sập mọi người ơi. Đó. Phía bên đây, Khoa đang nhìn thấy có khói của một cái sạp bán cá nướng muối. Chắc là Khoa sẽ mua cá nướng muối luôn. Chú đang xài nguyên một cái quạt máy để mà thổi lửa cho cá nó nướng mau chín. Nhiều cô chú ở đây cũng đang đứng chờ. Số phận đã ăn bài, bà con cô bác dọn hàng vô hết trơn. Ở đây có một cái hay là Khoai thấy ai cũng có một chiếc xe bán tải. Người ta cứ dọn lên xe bán tải rồi người ta chui lên xe ngồi thôi. Khoai sẽ mua một mớ xiên nướng. Rồi, sẽ nhờ chị nướng lại ở đây. Bây giờ Khoai qua đây, Khoai đang thấy người ta đang bán măng cục. How much for 1 kg? 40 40 bạc 1 ký mọi người ơi. Măng cục của anh này tươi cho nên lựa cũng dễ. Ui, mưa luôn rồi, nghe tiếng mưa rồi. Nam lửa phụ luôn. Mấy cái da rám như vậy nè, ăn nó ngọt hơn so với mấy cái trái da đen. Mấy cái da đen về Khoai không thích bằng da rám. Oh, it's okay. 100 nhân bạn. Ôi, chắc đen rồi. Công nhận là cái dế của Khoai nặng ghê, đi tới đâu là mưa tới đó à. Mọi người thấy cái kiến bắt đầu có mưa nhiễu giọt rồi nè. Và trời đang xì lì, gió thổi nổi giông lên luôn. Giờ mình sẽ đậu qua cái chỗ cái nhà này và ngồi ở trong đây nguyên đám trú mưa và ăn luôn. Ngồi qua vô trong cái này thì ơi, chứ đó mưa tạt á. Mình đã có chỗ để ăn rồi. Ở phía kia có hai chú kia. Hai chú chụp chiếu lên để che mưa. Trời ơi. Dễ thương quá à. Hai chú chào nguyên đám. Tính ra chiếc bán tải này cũng hay ha, chở được cả đội bóng luôn mọi người. Một chục người ngồi phía sau mà vẫn vừa nha. Bye. I love you. I love you too. Thử cái này nha. Nó lòi cái nhân ra nè mọi người. Ngọt ngọt. Nhưng mà lại hơn mùi tiêu, giống như củ cải sá bấu mà rim ngọt mọi người. Thơm thơm mùi nước tương. Cái bột vỏ bột bên ngoài thì giống như bánh cuốn của Việt Nam mình. Nó lòi nhân hẹ ra. Cái nước tương mọi người thấy nó đen chứ thật ra là giấm. Giấm tiều pha với một xíu nước tương thôi, nó sẽ chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Thơm mùi hẹ cái nhân này. Đâu nó mà ăn. Làm gì mà xì tùm lum như thế. Anh đâu có biết đâu, đâu phải lỗi của anh đâu. Mời mọi người ăn gà với lại mấy đứa Khoai. Gà hơi mùi xả. Cái da rất là đậm đà. Thịt ở trong thì ráo, nó vẫn còn một xíu độ ẩm. Ăn cái này làm Khoai nhớ tới món ở nhà Khoai mà mẹ Khoai hay ướp thịt chuột với lại xả xong rồi nướng lên á. Mùi giống giống vậy. Chúng ta có một bạn nhỏ ở đây, dễ thương quá vậy. Wow. Được rồi kìa, được rồi. Thơm quá.
trong ruột cá người ta có nhét sả và mình ăn mình phải lột bỏ cái da đi. Miếng thịt trắng ao, cá vô trong này cuốn lại. Nó chấm có mùi gừng, cá vẫn còn nóng, có độ ẩm. Với lại rau giòn giòn, có mùi rau rong. Mình sẽ ăn trước một con nhộng, mọi người có thể nhìn thấy. Béo, súp súp giòn giòn. Cái con nhộng này thì nó không có mùi gì hết mọi người. Nó không có bị hôi giống như khoai nghỉ. Người ta có bỏ lá chút trong này nữa, nên nó thơm hơn thoảng mùi lá chút. Ăn cái con dế con đi. Đây, chào em dế. Có cái lá này giống như lá dứa mọi người. Hôi con dế này hơi mặn, chắc là ngay cái phần mà bị rắc cái muối tiêu vô. Dế này hơi hôi hôi chút, nó có mùi hôi dế mọi người. Nói chung là cái này mọi người nếu mà qua Thái hoặc qua Campuchia thì có thể ăn thử. Người ta kêu là protein từ mấy cái con côn trùng á sẽ là một cái nguồn đạm trong tương lai á. Nhưng mà ăn thì phải thấy giống ăn snack vậy. Nếu mà bỏ qua, nếu mà mình vượt qua được cái mùi hơi hơi thoang thoảng của mấy con nhộng, mấy con dế á thì là mình sẽ thấy nó bình thường. Bữa ăn chiều này chưa có đủ đô, cho nên là Khoai quyết định là đi thẳng ra ngoài bờ sông giáp với biên giới Lào. Và mình ở đó có một cái chợ đêm, nhiều đồ ăn lắm. Dù trời mưa nên mình cũng quyết tâm là đi ra đó để coi có món gì ăn hay không. No, say giờ đi ra ngoài bờ sông thôi mấy bạn ơi. Nếu mà có đi du lịch Nakhon Phanom á, mọi người không biết ăn gì thì cứ đi ra ngoài chợ đêm vào cuối tuần, ngay cái chỗ mà tượng thần rắn Naga này nè, là dọc cái con đường này có nhiều quầy hàng quán ăn uống lắm. Tới đó đảm bảo là sẽ không có bị đói đâu. Bên kia có một tháp đồng hồ đặc biệt. Ở phía trong này có một dòng chữ đặc biệt bằng tiếng Việt, mọi người có thể nhìn thấy. Phía trên đó là Việt Kiều lưu niệm. Sở dĩ ở trên tháp đồng hồ này có một cái dòng chữ tiếng Việt tên là Việt Kiều lưu niệm, vì đơn giản tháp đồng hồ này là do người Việt Nam mình xây cái thời mà người Việt Nam mình tị nạn chiến tranh qua bên Thái Lan á, và được bà con người Thái Lan giúp đỡ rất nhiều. Người Việt của mình hiện tại sống ở tỉnh này cũng đông lắm mọi người. Hổm ra Khoai đi, Khoai toàn là gặp người Việt thôi, nhưng mà cũng 50-60 năm rồi, cũng qua nhiều thế hệ rồi, cho nên chỉ có những cái cô chú mà lớn lớn tầm 40-60 tuổi thì mới có thể nói được tiếng Việt thôi. Mưa nữa trời ơi, nãy giờ thấy cái chỗ này nó không có mưa luôn, cái mình tới nó mưa tiếp thì sao xui. Khoai lang không? Trời mưa ăn khoai lang là hợp. Uống sao đi khóc. Này không? Này cũng ngon nè, lấy đi của cái bơ luôn không? Ừ, 20 bạc cho 100 gram Khoai nghĩ vậy. Cảm ơn, cảm ơn khóc. Thank you so much. Ở đây mua thêm cả khóm, 20 bạc cho một bịch, mua 2 bịch 40. Cảm ơn khóc. Sao đi khóc? Chuối rim. One dish. It's here. Cảm ơn khóc. Ok. Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Cảm ơn, xin chào. Cảm ơn khóc. Cái chuối người ta rim có cái màu đỏ đẹp lắm luôn á. Nhìn hấp dẫn. Chuối rim hơi cứng một chút, có vị ngọt, vô chua nhẹ của chuối. Nước cốt dừa béo thơm. Anh ấy băng kỳ đi. Băng kỳ đi. Băng kỳ đi. Yeah. Giống bánh tầm. Đây bánh bánh tầm in Việt Nam. Bánh tầm. Bánh khoai mì. Bánh khoai mì, bánh tầm. Các cá thông này. Bánh tầm nhá. Cảm ơn nhá. Và có đường với lại muối mè ở trên. Với nước cốt dừa. Giống bánh tầm quá. Giống không? Giống bánh tầm nhưng thực ra làm từ bột chứ không phải làm từ khoai mì, nên là nó dẻo dẻo với lại mè thơm. Khoai là khoai không có quá mê đồ ngọt đâu, nhưng mà khoai lại là một đứa mê nước cốt dừa, thành ra là mấy cái món này ăn nước cốt dừa nó ngon là nó sẽ ngon. Tính ra cái sạp của mấy bạn này cũng hay lắm, mấy bạn có cái mái che nè, nên khi trời mưa che cả ba mặt bên kia luôn. Trời mưa thì vẫn có thể ngồi bán được mà không sợ bị ướt. Mà cái sạp của bạn cũng rất là nổi luôn, cả một con đường. Tự nhiên có một cái sạp màu vàng sáng rực,
Signature. Nát nát nam. À, nát nam. Ok. Yes. Wow. Ở đây thì sẽ là rất là nhiều loại bánh và ăn chung với nước cốt dừa, với đá. Khoai nhìn thấy là đủ màu sắc luôn á. Ai mà mê đồ ngọt vô cái quầy này là cái này là ăn với đá này của khoai. Ôi khá khuyên khắp. Bột dẻo dẻo, thơm lá dứa. Cảm giác như mình ăn một cái loại bánh đúc mà nó nhão vậy á. Béo nước cốt dừa. Nước cốt dừa này không có vị ngọt lắm, mà nó sẽ có cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ. Giống như người ta có bỏ một xíu muối vô để cho cái vị ngọt của nó đậm đà hơn. Cái này cũng ngon nha mọi người. Em nói tiếng Việt. Dạ, em nói tiếng Việt. Dạ. Em học tiếng Việt. Em học tiếng Việt. Dạ. Em đi Việt Nam, em đi Hà Nội. À, ôi, hay quá, tiếng Việt của em nghe hay. À, chắc là chỉ ba giờ này. Ôi, bé này biết nói tiếng Việt luôn mọi người. Yes. You subscribe. Thank you so much. I like beer of Vietnam. Beer? Yeah. Oh. Ba ba ba. Ở cái tiệm nhỏ này, mỗi ngày sẽ có những cái món chè khác nhau. Và mọi người sẽ nhìn thấy nét tương đồng của những món chè này với chè Việt Nam. Giống như món chè này. Nói thiệt, cái này hơi kỳ nhưng mà ở quê khoai á. Mày hay nói vui á, đây là... Chứ nên nói mày. Hơi đừng nói. Nó gọi là chè. Nhưng mà gọi với vui thôi. Nhưng mà đây là một cái món chè đẹp, ăn ngon. Hay là cái món bánh lọt này, y chang Việt Nam mình luôn, chỉ có khác một xíu là người ta còn bỏ trái cây lên trên mặt để mà ăn chung. Giá cả thì tầm khoảng 10 bạc cho tới 15 bạc một chén chè nhỏ nhỏ thôi, nên là mình có thể tới đây mình ăn được nhiều chén chè một lúc. Cả nhóm ăn tùm lum loại luôn, nhưng mà tính tiền thì chỉ có... 80 bạc. À. Cảm ơn, cảm ơn khắp. Bye bye. Cảm giác đi ra nước ngoài mà gặp được những người bản địa mà nói được tiếng Việt á, và người ta nói chuyện với mình bằng tiếng Việt kiểu đã lắm luôn mọi người. Ủa, ở đây có mít sấy của người Việt Nam mà phát trái cây sấy. Mít sấy 50 bạc. 50 bạc là khoảng tầm 30 ngàn một bịch như vậy. Tự nhiên giờ qua bên Thái Lan cái mua ủng hộ nước nhà để coi phải sản xuất ở Việt Nam không. Ôi, sản phẩm của Việt Nam mình luôn mọi người ơi. It's from Việt Nam. Có chỉ là trái cây kìa. Sầm ha là 35, sầm ha bạn. Rồi mời mọi người ăn đặc sản quê nhà, món quà từ đất Việt. Việt Nam không ăn. Mít này nhiều khi ở miền Tây á, ăn thử. Có khi mình ở nhà luôn á. Không cứng à? Ăn nghe cái cứng à? Nó cũng khớp. Khớp mà không có bị khớp, cứng. Ngon. Bị cứng cộng với nước kia. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Có tự hào trên đất nước Thái Lan. Ở đây cũng có thêm 4 đứa hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Nhưng mà bị ế một xíu thôi. Tự hào mọi người. Tự nhiên thấy hàng của Việt Nam mình được bán cho đất Thái do người Thái bán. Tự hào nên mình phải mua ủng hộ. Ở đây Khoai thấy người ta bán một ổ bánh mì. Bánh mì? Bánh mì. You can speak Vietnamese. A little bit. Pate. Pate. Yeah. Yes, pate. But Vietnam, bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Yeah, bánh mì. Bánh mì. Yes. Right. Yes, it's me. Khoai Lang Thang. So handsome. Oh, khao khun khao. You are spicy or not spicy? Yes, spicy. Đây là ổ bánh mì. Ơ, nhưng mà bạn này cắt bề ngang bánh mì chứ không phải là cắt dọc giống như mình hay cắt. Dầu ớt. Xong rồi, bơ. Tự nhiên cái mình thấy pate. Wow, pate. Wow. Nhiều pate lắm nha. Đây là thịt bằm. Thịt heo bằm. Sao nhân nhìn nhiều vậy ta? Khoai liên tưởng tới bánh mì ở Hội An quá.
Cái này là cà rốt và dưa leo bào sợi. Wow. Nhiều vậy, nhiều rau vậy là hộp hộp gu khoai. Ở phía đây khoai thấy có cả chả và chà bông. Ui. Hai lần chả luôn. Trời ơi. Nhiều bạn để hết luôn sao? Wow, it's so much. Wow, bạn sẽ dùng kéo để cắt đầu cắt đít cho nó đẹp lại. Xong rồi chan sốt lên, một cái loại sốt giống như là tương ớt pha với lại nước tương đó mọi người. Và chà bông bỏ lên trên cùng. Trời ơi, ổ bánh mì này nhân chà bá lửa luôn. Yes, yes. Dạ, khoai sẽ nhờ bạn cắt làm hai. Wow. À rồi. Alloy. Ngon dạ. Rồi, mấy bạn sẽ trang trí thêm mấy cọng ngò. Xong rồi gói lại. 20 bạc. À. 35 bạc, 35 ngàn Việt Nam cho một ổ bánh mì này. Ồ. Oh. Cảm ơn khắp. Cảm ơn. Khớp khắp. Cảm ơn. Tạm biệt. Dễ thương quá. Đâu. Nhiều không? Oh. Khoai vừa mới quay lưng đi thì cái chị bán bánh bên cạnh cái tiệm bánh mì chạy tới nói là còn một ít bánh nè, cho Khoai luôn. Wow, ngày hôm nay Khoai rất là lời luôn á. Dễ thương quá, mọi người cho một đống bánh mang về luôn. Mọi người có thể nhìn thấy ổ bánh mì nhân quá chừng nhân, nhiều rau nhưng mà hơi bị dính sốt nên nó hơi mềm, nó hơi ướt một chút. Nhiều rau quá. Pate thơm, hơi nghiêng vào vị ngọt và vị cay. Vì quá nhiều là rau á, cho nên khi ăn vô Khoai cảm giác cái vị rau nhiều nhất. Nhưng mà không sao, đây là gu của Khoai. Pate cũng ngon, béo, thơm. Khoai không cảm nhận được nhiều vị chả trong đây, tại vì chả hơi ít. Nhưng mà có chà bông trong đây nữa. Cái vỏ bánh mì á, nó sẽ xốp và nó bông hơn, nó nhẹ hơn so với vỏ bánh mì ở Việt Nam mình. Cái sợi lutein của nó giống như nó sẽ hơi lai với lại bánh mì ngọt. Nhưng mà cái phần vỏ vẫn giòn nha. Khi cô bán á, thì cô có nướng lại bánh mì trên than trước. Nó cho Khoai cảm giác gần hơn với lại bánh mì ở Hội An á. Tại vì người ta bỏ luôn cả thịt kho, rồi chà bông, rồi đủ thứ nhân vào chung một cái ổ bánh mì như vậy. Đây là cái bánh hồi nãy cô nãy cho. Cô dễ thương lắm. Nhìn giống như là bánh... giống bánh bò nướng vậy. Giống bánh bò nướng mà kẹp với lại dừa nạo nè. Cái ngon. Giống... mà hơi ngọt. Này, cái của mày ngọt đúng không? Là do cái của Thùy á mọi người. Là cái nhân này là từ cái lòng đỏ trứng sợi. Cái này thì ngọt lắm. Còn củ khoai nó sẽ béo cái dừa nạo. Dừa này là dừa dứa nên nó thơm. Còn cái vỏ bột á thì ngọt vừa phải. Giống như bánh bông lan nướng ở Việt Nam mình. À, cái này rớt qua Khoai sẽ ăn, bên đây là bắp. Nếu có kem, bánh kem. Có kem. Cái bên bắp của Khoai có kem ngọt nên nó hơi ngọt quá. Khoai không thích đó, nhưng mà thích cái dừa hơn. Còn 2 trái rồi, 4 trái rồi. Trời ơi, khuya rồi. Mà ngồi đang ăn bánh mì. Bánh bò nướng mà ngọt. Kem thì béo. Ngọt không có nghĩa là dở nha mọi người. Tại vì khẩu vị của Khoai thì thích ít ngọt. Nhưng mà người Thái thì người ta ăn đậm đà lắm. Ngọt cũng ngọt nhiều hơn người Việt Nam mình. Điểm cộng là cái vỏ bánh bò nướng ngon. Vỏ bánh bò nướng của cô là nó có vị hơi mặn mặn hả? Chứ nó không bị quá ngọt. Còn đây là một cái người máy biến hình. Khoai có quan sát thì Khoai biết là mấy cái bạn ở phía trong người máy này là mấy em nhỏ thiếu niên thôi, còn nhỏ xíu à. Và mấy em để cái hộp tiền tiếp nằm ngay cái chỗ hơi nhạy cảm quá trời của robot nha. Nhưng mà không sao, dễ thương cho nên là mình chỉ cần đến đây chụp hình chung với mấy em một xíu và gửi một ít tiền tiếp là được. Phía bên đó chính là tha khẹt của Lào. Mọi người có thể nhìn thấy ánh đèn sáng mờ mờ. Thành phố bên đó cũng hơi đông dân á, cho nên là chắc là qua đó nhiều đồ ăn. Phía trước mặt Khoai là tượng của vị thần rắn Naga 7 đầu đang hướng về phía sông Mekong. Và mọi người đang đến đây để dâng lễ và cầu nguyện. Bức tượng rất là lớn, được dát vàng bên ngoài. Bây giờ thì trời cũng tạnh mưa. Nhưng có một điều hơi buồn là tất cả những cái quầy đồ ăn người ta cũng dọn dẹp hết trơn. Coi như là hôm nay mình không có duyên với ăn uống. Nhưng mà không sao, thời tiết mát mẻ khi mưa xuống như vậy cũng là một điều thú vị.
Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Và nếu thích tập này nhớ bấm đăng ký, bấm like, ủng hộ Khoai nha. Rồi bật cái đèn lên cho sáng cái mặt nè. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Mình là Khoai Lang Thang. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì đã coi. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.